Nói đến Atrox 88D Pro, chắc chắn anh em long thủ đã quá quen với một cây vượt đánh thiên công, tốc độ, dùng lực nhiều. Cũng đã có rất nhiều anh em đã và đang dùng bản 88D Pro mã SP nhưng muốn dùng sang bản GP. Để đáp lại sự hối thúc và mong chờ của anh em, An đã về bản Atrox 88D Pro mã GP có đủ các phiên bản 4UG5 và 4UG6, 3UG5 và 3UG6. Một vài cảm nhận đầu tiên khi cầm trên tay cây vượt 88D Pro mã GP đó chính là sẽ có các ký tự đặc biệt bởi được phân vùng đặc biệt cho đất nước Nhật Bản. Nhưng điều quan trọng hơn, với giá cả thị trường ngày càng leo thang, các hãng đua nhau tăng giá mà một cây vượt mã GP có giá chưa đến 4 triệu là điều cực kỳ khó.